Đó. Mình Luân Viên YouTube dài xin kính chào mọi người và mời mọi người đến với trận 1-16 nội dung đôi nam 1950 điểm giữa 4 vận động viên hàng hot team Thành Công, anh Hoàng Thành Trung và chủ tịch Bôn Thành Công, và đối đầu với họ sẽ là Thái Quân Ba và Phan Thức. Thưa quý vị, trước trận đấu trọng tài đã bước vào sân và cho tiến hành bốc thăm rồi. Trước trận đấu này thì Bình Luân Viên nghĩ là anh Bôn Võ anh phải đội cái nón bảo hiểm vô. Hai cái máy bắn banh bên này nó bắn dữ lắm nha mọi người ơi. Hai cái máy bắn banh bên này là anh Bon là phải đeo cái lồng sắt vô chứ không là mệt mỏi đó nha. Tự nhiên thì anh Bon sở trường của ảnh là ảnh lại thích banh bắn nha mọi người, chứ ảnh không thích banh mềm. Nhưng nên chưa biết, còn danh tiếng của Hoàng Thành Trung thì mọi người không cần phải nói rồi. Còn Phan Thức và Thái Quân Ba thì cũng rất là nổi tiếng trong giới chuyển chiêu của tennis phong trào rồi. Lần này thì hai anh cáp rất là cứng và đi săn giải đây. Chúng ta hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo của trận đấu này. Không biết là chủ tịch Bôn Thành Công và danh thủ Hoàng Thành Trung sẽ chống đỡ với hai cái máy bắn bóng bên này như thế nào. Xét về độ rác bền thì chắc chắn Hoàng Thành Trung đánh bóng bền và đẳng cấp Hoàng Thành Trung cao nhất rồi. Tuy nhiên thì hai cái máy bắn bóng bên này thì không hề sợ Hoàng Thành Trung một chút xíu nào đâu mọi người ạ. Và kèo yếu nhất trận đấu này là anh Bôn Thành Công, không biết là chịu nổi nhiệt hay không, thì chúng ta hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo của trận đấu này. Bình Luân Viên vẫn đánh giá cặp đôi Phan Thức và Thái Quân Ba cao hơn cặp đôi của Hoàng Thành Trung và anh Bôn Thành Công. Mọi người đang theo dõi ngày thi đấu thứ 3, và xin nhắc lại là ngày mai thì các lượt trận của nội dung siêu cúp 2150 điểm và 2400 điểm sẽ được diễn ra ở ngày thi đấu cuối cùng. Và hôm nay thì sẽ diễn ra các nội dung đôi nam 1950 điểm, và sau 5 giờ chiều thì sẽ là đôi nam nữ 1300 điểm mọi người nha. Khán giả thì đã xem rất là đông rồi và có những cái thông tin trái chiều từ giải đấu lần này. Tuy nhiên thì Bình Luân Viên xác nhận là tất cả những trận đấu đều được diễn ra một cách suôn sẻ nha mọi người, không có vấn đề gì cả. Và sự ủng hộ của quý vị khán giả dành cho những anh Trinity, cho team truyền thông và cho tất cả các vận động viên đang thi đấu là rất là lớn nha mọi người.
chuẩn bị được bắt đầu. Ở phía gần màn hình của các bạn sẽ là danh thủ Phan Thức và Thái Quân Ba, còn ở phía xa màn hình của các bạn sẽ là anh Bon Thành Công và anh Hoàng Thành Trung, thưa quý vị. Và game đầu tiên không biết là ai sẽ là người gầm vào bóng đây. Vậy là Bình Long Biên nhắc nhở hai đứa em về cái nắng thôi. Bên kia sẽ rất là chối đối với cái vận động viên tay phải, nhưng mà Phan Thức là tay trái nên là chọn đúng bên rồi mọi người ạ, để cho trận đấu nó hay. Vì chiến thắng Hoàng Thành Trung và Bon Thành Công thì cũng không thể không hề dễ dàng, và bên này thì hai điểm chiêu này dĩ nhiên là nhà không có gì ngoài sức rồi. Và bắt đầu, vừa vào thôi là Bình Luận Viên đã thấy trận đấu này nó sẽ rất là quyết liệt rồi đây. Nhưng mà dĩ nhiên là Bình Luận Viên vẫn chọn Phan Thức và Thái Quận 3 ở kèo này nha mọi người. Tại vì chắc chắn là thế trận nó sẽ khác đi rất là nhiều, một bóng lỗi thì hai kèo đều. Trời ơi, chưa gì mà hơn 137.000 khán giả đang theo dõi rồi. Đó là lỗi giao bóng kép của Hoàng Thành Trung, một sự khởi đầu không được suôn sẻ. Đông Hoàng, cái tên Vinfinity bắt đầu nguồn từ đâu vậy Bình Luận Viên, có ý nghĩa gì vậy? Thật ra thì cái tên lúc đầu là anh Bình Hải Đăng, và Infinity thì theo Bình Luận Viên được biết là vẫn có được sự xác nhận từ anh Vinfinity là anh Vinfinity muốn xóa nhòa cái ranh giới giữa tennis phong trào và tennis chuyên nghiệp, muốn có sự tương phản, không có ranh giới, không có giới hạn. Infinity là nó có một cái ý nghĩa là vô cực, không giới hạn, đại loại là như vậy, theo Bình Luận Viên hiểu là như vậy, cái ý của anh Vinfinity là như vậy. Trận này rất là kịch tính, đúng rồi anh Hiếu Đặng ơi. Mười lăm đều. Em cứ tập trung vào điểm số, nhiều khi anh chém gió với khán giả lại quên điểm số nữa đó. Trả dọn ra ngoài của Phan Thức, vào bóng cực nặng, trả vào bóng và lên lưới ngay. 30-15 vào ngoài anh Trung và anh Bon Thành Công. Xin chào 163.000 khán giả đang theo dõi nha. Trận đấu đang diễn ra khá là quyết liệt và khá là căng thẳng. Sau khi lỗi vào bóng kép thì anh Trung bây giờ đang dẫn trước với tỷ số 30-15. Trả vào bóng rất hay của Thái Quận 3. Không được rồi, lẽ ra Phan Thức phải sút penalty, tuy nhiên thì anh lại móc bóng cong và bóng đó không phải là sở trường của Phan Thức. Tỷ số bây giờ là bao nhiêu rồi ta? 40-15. Trần Quốc Hậu ủng hộ Phan Thức nè, khán giả vào xem rất là đông, rồi Bình Luận Viên nói là trận này sẽ rất là hay đây. Rồi anh Bon lấy bóng hơi nhẹ rồi. Tại sao lại giao lại nhỉ? Bóng vào sân hay sao á mọi người ơi, trọng tài phát hiện là bóng nó bay ngang sân hay sao á, trọng tài đã cho xử lý đánh lại hai bóng rồi. Xin chào anh Trường Tennis Quân Hồ nha, ai Đắk Lắc chia sẻ cho thầy tóc dài đi mọi người ơi. Giao lại hai bóng, giao lại bóng một, một bóng lỗi. Xin chào, xin chào anh Nam Ma Leo nha, xin chào Nguyễn Bình Phước. Bóng rất tinh quay thưa quý vị, đó là Phan Thức thưa quý vị, một cú cắt bóng bén như dao cạo luôn của Phan Thức thưa quý vị, dê sờ luôn, mình cắt vào bóng nó bén mà nó chìm, không thể tin được, nhìn trên màn hình như vậy thôi chứ ở ngoài bóng nó sát sạc sạc luôn, cắt rất là hiểm hóc. Tỷ số được rút ngắn 40-30, ưu thế vẫn đang trong game này vẫn đang nghiêng về cho Hoàng Thành Trung và anh Bon Thành Công. Anh Bon đã nhường bóng cho Hoàng Thành Trung rồi. Đập yếu chiều vậy Trung ơi, một pha đập xoay và đập điểm, nhưng mà rất tiếc là Phan Thức đã rất là nhanh nhẹn và phần thắng trong pha bóng này nghiêng về Thái Quận 3 và Phan Thức rồi thưa quý vị. Tỷ số bây giờ là 40 đều bóng vàng, ai sẽ là người lấy bóng vàng đây? Vậy là Thái Quận 3 mới là người lấy bóng vàng thưa quý vị. Phan Thức, trình của Phan Thức cao hơn Thái Quận 3 nha mọi người, tuy nhiên thì Thái Quận 3 mới là người lấy bóng vàng. Trọng tài xác định là một bóng lỗi, đó là sự bất đồng quan điểm của Hoàng Đình Trung và trọng tài, tuy nhiên thì bất đồng quan điểm với trọng tài thì chỉ có thiệt thôi. Và Luân Nguyên chỉ nói đùa thôi cho mọi người. À,
Quá hay rồi các bạn, mọi người có thể thấy cái càng forehand của Thái Quân Ba đánh cực kỳ hay, lúc bóng lúc dài lúc ngắn, không hề rác, lúc thì rác lúc thì nhẹ, và cái càng forehand rất hay của Thái Quân Ba đã giúp cho Thái Quân Ba và Phan Thức đã bẻ được break cầm cho bóng. Chủ lực của Hoàng Thành Trung, thế trận đã dần trở nên khó khăn hơn ngay từ game cầm cho bóng đầu tiên của Hoàng Thành Trung. Thưa quý vị, Hoàng Thành Trung và anh Bon sẽ làm gì để qua cái trận này đây? Chúng ta hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo của trận đấu này. 1-0 cho Thái Quân Ba và Phan Thức. Mọi người đang theo dõi nội dung đôi nam 1950 điểm giải quần vợt diễn đàn Tennis Infinity, một giải đấu rất lớn với 10 nội dung thi đấu và được tài trợ bởi hệ thống nha khoa Bình An Fit Dentistry, một hệ thống nha khoa rất lớn tại Sài Gòn mọi người nha, với 7 chi nhánh trải dài từ Sài Gòn tới Biên Hòa luôn. Mọi người xem tennis, chơi tennis và thưởng thức tennis thì phải biết chăm sóc răng miệng ở đâu rồi mọi người nha. Cứ đọc pass bình luận viên di tóc dài thì sẽ được giảm giá, và giá rất là ưu đãi nha mọi người. Vinh Tăng hay quá, gì tóc dài. Dạ cảm ơn Vinh Tăng rất là nhiều nha. Xin chào Nguyễn Thanh Huy, Phan Thanh Vũ, Harry Chun, Trí Nhỏ và tất cả các khán giả đang theo dõi livestream. Game tiếp theo, Phan Thức cầm dấu bóng. Anh Bon thì anh tay trái nên anh sẽ không có ngán cái tay trái của Phan Thức một tí xíu nào rồi. Cứu được không? Vẫn cứu kịp. Hoàng Trung rất nhanh mọi người. Hoàng Trung đẩy bóng sâu rồi. Ây da, bóng ngoài rồi, đó là phản xạ không tốt của Phan Thức. Sau khi mất rác thì Hoàng Trung đang đánh rác trở lại để đòi là rác. Đó là một pha rút không kịp của Phan Thức thưa quý vị. Lẽ ra anh nên buông bóng, bóng ngoài rất là xa. Xin chào Nghĩa Lâm. Khó nói nha, ok nha. Kịp không? Vẫn cứu kịp. Không được rồi, và lớp bóng phòng thủ của Phan Thức bóng quá dài, 0-30 thưa quý vị. Anh Duy Tóc Dài có tham dự siêu cúp không anh? Có chứ, siêu cúp làm sao thiếu được bình luận viên Duy Tóc Dài. Bình luận viên ngồi bình luận bình luận viên đánh sao nổi mọi người. Giờ này bình luận viên vô trình 1950 này là thấy ăn banh là hơi nhiều rồi, chứ ở đó mà lên siêu cúp chắc chắn là không nổi nha mọi người. Đánh siêu cúp là phải tập luyện nghiêm túc đàng hoàng, chứ không phải mà muốn vô đánh là đánh đâu, vô là không có return được nổi luôn á. Nhìn ở ngoài thì thấy như vậy thôi, mọi người vẫn hay lầm tưởng là thí dụ như anh trên 1000 điểm đi, anh thể đánh siêu cúp một cách dễ dàng, không có đâu. Vô đánh là đi gửi xe liền luôn, liền ngay tức khắc luôn. Anh phải tập luyện vài hôm cho nó quen nhịp lại, một tuần hay ít nhất cũng phải một tuần lễ anh đánh với các vận động viên trên 1000 cho nó quen nhịp lại rồi thì mới bước vào siêu cúp mà đánh được. Chứ còn bình thường mà cứ làng nhàng ở trong hội rồi sau đó là cầm vợt đi đánh siêu cúp là hai trận gửi xe đi về ngay luôn. Vận động viên dám bảo đảm luôn, có ông nào đúng nhận sai cãi nha. Lớp bóng ra ngoài của Bôn Thành Công, trọng tài xác định bóng ngoài thưa quý vị. 15-30, tỷ số được rút ngắn xuống rồi. Xin chào Thắng Vàng, Tuấn Đạt, Thảo Tiên Nguyễn. Trời ơi, pha buông bóng không chính xác của Phan Thức rồi đúng không vậy? Sau khi nhập cuộc rất là tốt thì Bình Luận Viên thấy là chuyện gì đang xảy ra đối với Phan Thức đây, đánh hơi chệch chọt một chút xíu rồi và hơi mất nhịp trận đấu, và tỷ số bây giờ là 15-40 và 3 cơ hội đầu break trở lại cho Hoàng Thành Trung và anh Bon. Vẫn là chiến thuật lớp bóng để phá rơ Phan Thức. Phan Thức chủ động. Không được rồi. Trời ơi. 30-40. Bỏ rồi, bỏ rồi. Ba mươi bốn mươi, bàn hai lên. Hoàng Thành Trung đang rất là sung. Xin chào 244.000 khán giả đang theo dõi livestream nha. Không được rồi, đội vị hay quá, một pha đội công quá hay của bốn vận động viên và phần thẳng nghiêng về cho Phan Thức. Liên tục là những pha bắn đều như bắt chanh của Hoàng Trung, đánh phòng cực rác cực tốt luôn đội vị. Tuy nhiên thì cặp đầu Thái Quân Ba và Phan Thức vẫn bình tĩnh xài lưỡi hóa giải. Tỷ số bây giờ là 40-40.
cơ hội để còn vẫn còn một cơ hội đều là bác, không biết là Hoàng Thành Trung có làm được hay không, chúng ta hãy chờ xem. Giao lại bóng một, bỏ bóng lỗi. Trung nói bàn hai là đẹp rồi, không biết đẹp cho ai đây, chúng ta chờ xem. Không có quả bóng nào xấu cả mọi người, quả bóng nào thắng cũng là đẹp hết á. Bàn thức quyết định là không lên lưới ở quả bóng hai và đứng dưới đôi công luôn. Hay quá thay ơi, và anh Thái Quân Ba mới là ngôi sao của pha bóng này và của game đấu này, một pha đánh quá hiểm hóc của anh Trung, và Thái Quân Ba bắt lại còn hiểm hơn nữa thưa quý vị. Trung đánh dọc dày không hề dễ một chút xíu nào nha mọi người, nhưng mà Thái Quân Ba vươn hết cỡ luôn, dài quá dài mà bà con, quá hay. Bon phải đi đôi vớ mễ cờ đánh mới được, ok nha, quá hay đúng không. 250.000 khán giả đang theo dõi, liên tục xuất hiện những pha đôi công và phân thắng vẫn nghiêng về cặp đôi được Bình Nguyên đánh giá đồng đều hơn và cao hơn, đó là Phan Thức và Thái Quân Ba. Game tiếp theo 0-2 và anh Bon thành công cầm giao bóng, chúng ta hãy chờ xem. Quá tốt của Phan Thức thưa quý vị, tỷ số là 0-15. Xin chào chị Tạ Bạch Tuyết nha, xin chào Trần Kinh Thắng, xin chào anh John Phạm. Smart dễ sợ của Hoàng Thành Trung thưa quý vị, cú smart cháy sân luôn. Cú smart hết tay, tỷ số được sang bằng 15 đều. Xin chào chị Henin Donan nha, lần đầu tiên tối nay mặc dù là ủng hộ cho Mai Bùi nhưng mà lần đầu tiên được thấy chị Henin Donan đánh, thấy chị xem livestream hoài nhưng mà lần đầu tiên được xem chị đánh, chị Henin Donan đánh rất là hay nha mọi người. Đã vô bóng không tốt của Phan Thức rồi, tỷ số là 30-15 cho anh Bon thành công và Hoàng Thành Trung. Xin chào Minh Tuấn, Trần Đình Khanh, Trần Đức Tú, khán giả Đắk Lắk cũng đang xem rất là đông trận đấu này. Xin chào chị Henin Donald, phải nói như vậy nó mới đúng đúng không? Donald là nói theo kiểu Việt Nam đúng không? Và tiếng Anh đọc đúng tiếng Anh luôn hả mọi người? Hay quá, hay luôn. Chỗ trống còn lại vẫn cứu kịp thưa quý vị. Và lớp bóng rất là sâu, vẫn chưa chiến thắng được Phan Thức. Phan Thức đã lên lưới rồi, không được rồi, và phần đánh đồng pha đội công này đã nghiêng về cho team Thành Công và tỷ số là 40-15 thưa quý vị. Những pha đội công rất là mãn nhãn, rất là hay của trận vòng 1/16 nội dung đôi nam 1950 điểm. Bây giờ thì không có bất kỳ chỗ nào cho sai lầm, mọi sai lầm đều phải trả giá thôi. Hay quá mọi người, liên tục là những pha đội công lúc thì nhanh lúc thì chậm, đánh rất hay. Bóng vẫn còn, Thái Quân Ba. Vậy là tỷ số đã được uống bán xuống 2-1, đó là pha chủ động bỏ bóng của Phan Thức và Thái Quân Ba, và Hoàng Trung cũng xử lý bóng nhẹ nhàng qua sân mà thôi. Hai đội tạm đổi sân đổi giao bóng, mọi người đang theo dõi một trận đấu rất là quyết liệt của nội dung đôi nam 1950 điểm. Nha khoa Peace Dentistry nha mọi người. Bình Luận Viên thì đang ngồi kế bầu Khang Trang, hy vọng là sắp tới thì bầu Khang Trang sẽ đem về Lâm Đồng một cái giải đấu cực lớn. Bình Luận Viên bây giờ giải nào mà làm được ở Lâm Đồng là Bình Luận Viên mừng lắm, tại vì không phải đi xa hoài mệt quá mọi người ơi. Bầu Khang Trang thì hôm nay thì đi đám cưới của Lý Hoàng Nam nữa chứ, không biết là anh đi đám cưới thì anh đâu có đánh được nội dung đôi nam đâu hết ta, đôi nam nữ là không đánh được luôn rồi. Vậy là hôm nay chỉ đi đám cưới cô đám cưới thôi.
lại với diễn biến chính của trận đấu. Thì game tiếp theo Thái quận 3 cầm giao bóng. Xin chào Top Ten nha. Xin chào chú Hoàng Ngân, Nguyễn Nghĩa, Quang Nguyễn và các khán giả đang theo dõi livestream. Game tiếp theo Thái quận 3 cầm giao bóng, tỷ số là 2-1. Không phạm bất kỳ sai lầm nào, pha bắt vô lê trái tay gọn gàng còn từ phía Phan Thức. Phan Thức hình như bữa nay mặc cái bộ gì ta, bộ cát coi. Và chụp bóng không tốt của Phan Thức rồi. Bây giờ là 15 đều. Cầm tay. Nguyễn Ngọc Quảng bao giờ đánh 2004 vậy? Ngày mai nha mọi người. Ngày mai thì sẽ diễn ra hai nội dung siêu cấp một lượt luôn, 2050 và 2004 luôn. Hoàng Trung phản công không làm gì được Thái quận 3, cả Thái quận 3 cài bóng ngược lại nhưng mà hay quá thật ơi. Bóng vẫn con. Trời ơi dễ sợ. Cái gì nữa vậy? Bóng bay vào sân nữa rồi. Thắng một quả bóng nó không dễ như thế nào mà bóng lại bay vào sân nữa. Trời ơi không thể tin được. Không thể tin được. Thái quận 3 Phan Thức chỉ biết mỉm cười thôi. Hên quá hên. Hên cho bên đội bạn. Nhưng mà không sao cả. Đôi khi đó là luật rồi. Mình phải chơi bóng thì mình phải theo luật đúng không mọi người? Không một chiến thắng nào dễ dàng cả. Ây da, smart bay cửa bay nhà của Phan Thức rồi mọi người ạ. Bóng đầu lưới, Phan Thức đã rất là kỹ lưỡng rồi, anh đã trụ rồi, phán đoán rồi và tự nhiên quả dứt điểm của anh quá dài luôn quý vị. 15-30. Và Đồng Tháp thức là cọp ở đồng bằng sông Cửu Long đó Bình Luận Viên. Phan Thức là thằng em ruột luôn nha. Hòa Đồng Tháp khỏi cần quảng cáo nha, Bình Luận Viên biết nó ở đâu đồng bằng sông Cửu Long cái con khỉ. Một bóng lỗi. Không, đó là lỗi giao bóng kép của Thái quận 3 đó quý vị. Dường như Thái quận 3 và Phan Thức hơi tuột rồi. 15-40. Ba cơ hội để đòi lại break cho cặp đôi bên kia. Không phạm bất kỳ sai lầm nào. Quá dễ dàng cho Phan Thức trong pha bóng vừa rồi. Pha bóng đó mà đánh hỏng nữa thì không còn gì để nói. 30-40, một break point đã được cứu rồi. Nãy đang trần trời ở banh ngon vậy mà bóng vô sân hả? Chủ tịch Hòa Đồng Tháp hôm nay không có xem giải A-Sport ở dưới kia hay sao mà lên đây coi live stream tối ngày vậy? Giải A-Sport đang tổ chức ở sân bãi cát, hình như diễn ra trùng ngày với giải này nha mọi người. Tại vì bóng không tốt của Hoàng Thành Trung rồi và tỷ số được sang bằng 40 đều, hai break point đã được cứu rồi, vẫn còn một cơ hội để đưa trận đấu quay trở về và xuất phát cho Hoàng Thành Trung. Không biết là Hoàng Thành Trung có làm được hay không. À trời ơi, về đồng bằng thì có chủ tịch Hòa Đồng Tháp lo thì không lấy giải sao được, đúng không? Đúng không? Phải lo cho em Út nó chứ, đúng không Hòa? Chỉ có không có lo cho Bình Luận Viên thôi. Có nhiều rồi, dành làm hết, vừa làm tổ chức rồi vừa làm huấn luyện, vừa bán đồ, vừa livestream nữa, Bình Luận Viên sống bằng gì chủ tịch Hòa Đồng Tháp. Trời ơi, hết tiền rồi bà con ơi. Thái nó giao đúp của Phốt kìa, trời bóng vàng giao đúp của Phốt và tỷ số bây giờ là 2-2. Trời ơi trời. Không nói chữ đó. Thiệt tình 2-2. Không thể tin được. Vậy là tỷ số đã được cân bằng rồi, trận đấu lại quay trở về và xuất phát và tiền có giá mọi người ạ. Nhớ nha chủ tịch Hòa. Làm hết rồi Bình Luận Viên lấy cái gì mà sống đây hả? Làm biết chừng nào mới mướn được Bình Luận Viên đây hả Hòa Đồng Tháp. Xin chào anh Minh Bùi nha và các khán giả đang theo dõi livestream nha. Làm hết gì cho nó mệt không biết nữa. Tao tổ chức nhiều giải vô là tao có sống rồi. Xử lý bóng không tốt của Phan Thức rồi. 15-0 cho Hoàng Trung và anh Bon thành công. Xin chào anh Đàm Mập Lê và các khán giả đang theo dõi livestream nha. Trời ơi, một pha sự bóng lắc léo, quả bóng đó mà đập vô thì Phan Thức không có cách nào mà cứu nổi được quý vị. Xin chào anh Bình Tăng nha.
game tiếp theo. 15 đều rồi mọi người ạ. Pha bóng ý đồ rất là tốt của anh Bon thành công. Tuy nhiên thì bóng nó hơi chạm đầu lưới, thần lưới không phù hộ trong pha bóng vừa rồi. Ok nha Jimmy Horsehead. Jimmy đầu ngựa hả? Chào bạn Lương Viên, bạn Lương Bình Phước có lên giải không? Dạ không nha anh Nguyễn Bảo Trung ơi. Trời ơi, một pha xử lý khéo léo của Hoàng Thức, tuy nhiên thì bóng nó không qua lưới rồi. Và tỷ số bây giờ là bao nhiêu rồi ta? 30-15. Hai đều và 30-15 căng như dây đàn luôn. Xin chào anh Phú Quý, Lê Nguyễn Hồng Lĩnh và các khán giả đang theo dõi livestream. Úc Bình Đồng Viên nó cứ tê tê sao ta? Chắc do ngồi gồng với các vận động viên nhiều quá. Cứ nắm tay lại gồng thôi các vận động viên, nó tê ngón tay luôn. Hải Quần Bà lấy bóng rất sâu. Thằng Thức. Ây da, ây da, lại là may mắn cho Thái Quân Ba và Phan Thức. Pha đồ công rất hay nhưng mà rất tiếc là bóng nó chạm lưới và thần lưới không phù hộ cho anh Bon thành công và Hoàng Trung, và thần lưới hình như phù hộ cho Phan Thức và Thái Quân Ba hơi nhiều nha mọi người. Tỷ số bây giờ là 30-15, 10, không, 30 đều. Anh Bon anh nói bộ tin mình đi, là ao rồi bộ thả đi, thua mình chịu cho. Chứ bây giờ không thua thì phải làm sao. Anh Bon anh rất là hài nha mọi người. 30 đều. Một bóng lỗi. Thời tiết nắng nóng mà Bình Luận Viên vẫn hồn nhiên mình luận. Bây giờ nắng nóng hay không đâu có liên quan gì đâu mà. Chị Khang Khang Kim ơi. Ây da. Cái này tin nè, trời bên kia. Hai ông kia đang tấu hài bà con ơi. Bóng quát phần ra ngoài rất xa anh Hoàng Đình Trung, nó nói cái này mới tin. Nó ngoài có cả mét nhưng mà không tin sao được. Không thể tin được hai ông này. 40-30. Hai đều và 40-30. Vẫn chưa có gì căng thẳng, trận đấu vẫn còn ở phía trước rất là xa. Một bóng lỗi. Mọi người ơi, đó là pha đôi công bóng bền rất mãn nhãn luôn và phần thắng lại nghiêng về Thái Quần Ba. Mọi người có thể thấy Thái Quần Ba đánh phong cực kỳ hay luôn. Và là ông vua đánh phong Hoàng Thành Trung rồi mà Thái Quần Ba đôi công 2-3 lần và phần thắng vẫn nghiêng về cho Thái Quần Ba. Hay quá mọi người ạ. Hôm rồi anh Trung bị chấn thương mà nay vẫn sung quá. Đúng rồi. Hay quá mọi người ạ. Liên tục xuất hiện những pha đôi công rất là mãn nhãn luôn. Thái Quần Ba và Hoàng Trung đấu hai cái phong nhìn sướng con mắt luôn mọi người. 40 đều bóng vang. Đã quá mọi người ơi. Đánh như vậy mới gọi là đánh cho đúng không? Giải như vậy. Xin chào anh Lộc CR4 của Đồng Nai nha. Ở Bồ Đào Nha thì có Ronaldo CR7, còn ở Đồng Nai thì có Vương Minh Lộc CR4 nha mọi người. CR4 chính là chuột rút tứ kết đó. CR7 làm sao mà bằng CR4 của Việt Nam được đúng không mọi người? Không làm sao bằng CR4 của Đồng Nai được. Không được rồi, lần này là trả cho bóng không tốt. Và nhà anh Trung nhà bán vàng rồi mọi người ạ. Anh Trung nhà bán vàng, vàng rất là nhiều. Và tỷ số đã được nâng lên 3-2 cho anh Bon Võ và anh Thành Công. Đúng quý vị. Ê, xin lỗi anh Trung, anh Hoàng Thành Trung chứ. Anh Bon Võ Thành Công và anh Hoàng Thành Trung. Vẫn break đã được đòi lại rồi, vẫn chưa bên nào mất break. Trận đấu vẫn đang rất là cân bằng. Độ quyết liệt và máu lửa thì không cần phải bàn cãi nữa rồi. Và game tiếp theo thì Phan Thức sẽ là người cầm vô bóng. Mình luôn nhìn thấy là Phan Thức hơi tuột một chút xíu. Anh đánh không được sung lắm. Chưa được lửa chưa có nhiều. Chắc phải đốt thêm miếng lửa cho Phan Thức mới được. Trận này Bình Luận Viên hơi thiếu lửa. À, xin lỗi Phan Thức hơi thiếu lửa một chút xíu. Xin chào anh Vị Quốc Lê nha và các khán giả đang theo dõi livestream. Sáng giờ như Bình Luận chưa nghỉ trận nào hả bà con? Chưa nghỉ trận nào hết. Nhưng mà trận nào cũng hay hết trơn, nghĩ nó uổng nha mọi người. Nghĩ uổng lắm, thấy Bình Luận Viên thấy trận nào cũng hay hết trơn. Đánh rất là hay luôn. Không biết giải này các vận động viên không biết không biết ban tổ chức bơm cái gì vào. Mà sao thấy các vận động viên đánh dễ sợ quá. Đánh trận nào cũng như trận chung kết cả.
Minh Lộc Vương quá máu lửa, trời nắng này chắc xe gửi xe quá. Ok cho Minh Lộc Vương. Bây giờ đã là gần 3 giờ chiều rồi mà nhiệt độ vẫn còn là 36 độ C, 37 độ C. Trời nắng quá mọi người ạ. Chúng ta hãy chờ xem diễn biến tiếp theo của trận đấu này. Phan Thức cầm vô bóng, tỷ số là 2-3. Lớp bóng. Anh Bon thành công, anh nói trời ơi cái gì vậy trời. Anh lớp bóng mà trái bóng đó không có qua được nửa sân luôn mọi người ạ. CR4 Đồng Nai không đụng hàng nha bộ. Ok nha. Pha buông bóng chính xác của Hoàng Anh Trung. 15 đều. Anh Trung anh thôi anh nuốt cho bành luôn mọi người. Anh không đánh bành nữa mà giờ anh đồn cho bành anh cắn anh nuốt luôn. Anh sùng quá rồi mọi người ạ. Tỷ số bây giờ là 15 đều. 23 15 đều. Trả cho bóng ra ngoài. Anh Trung anh đang nhìn bon trả cho bóng với một ánh nhìn rất là tha thiết mọi người ạ. Anh nhìn cực kỳ yêu quý và tha thiết. Anh còn bon thì rất là bực mình đối với pha xử lý vừa rồi của mình. Văn Thức không giao nhẹ, không giao mạnh. Anh bon nó rất là thích banh mạnh, mình luôn viên biết. Và Văn Thức nó cứ đánh nhẹ, anh bon anh khó chịu vô cùng luôn. 40-15. Anh bon anh không thích banh nhẹ nha mọi người, anh chỉ thích banh mạnh. Không phải thích tự nhiên bây giờ, tự nhiên Văn Thức nó bút cứ bút nhẹ, giao bóng không giao rác nữa. Anh Trung nuốt banh, còn chủ tịch bon thì sao nào cũng chưa mình. Đó, thấy chưa? Nó không giao mạnh, nó cứ kích sơ, nó vuốt cái bóng còng, bon đánh thử hết ba cho banh luôn mọi người ạ. Hồi bị bắt bài rồi. Nếu mà bên kia thấy quận 3 cứ né anh Trung ra mà cứ nhốt anh bon dưới đánh nhẹ, hồi là anh bon đánh không được luôn nha mọi người. Mỗi người một rơ đánh và anh bon anh không có thích banh nhẹ. Dĩ nhiên thì trình của anh bon thì cũng hơn 7 xì rưỡi rồi. Tuy nhiên thì anh không có thích banh nhẹ, đánh càng mạnh anh càng khoái. Xin chào Linh Hoàng, xin chào Kenny Bull, Lò Văn Lợi và các khán giả nhé. Ba đều, trận đấu lại quay trở về và xuất phát. Game tiếp theo, game thứ 7, anh Bon thành công cầm vào bóng. Một bóng lỗi. Minh Bùi, Trình Cao và nhiều em còn trẻ ghê. Hy vọng tennis nước mình phát triển nhanh và mạnh. Tennis phong trào của Việt Nam rất mạnh anh. Các em, một số em còn trẻ đánh rất hay. Và lần này thì Phan Thức lại chơi cái trò đó nữa. Anh trả cho bóng nhẹ nữa mọi người. Không đánh rác một cái banh nào hết. Phan Thức là bắn bóng, hai cái máy bắn bóng mình luôn nguyên quảng cáo từ đầu trận đấu rồi, nhưng mà Phan Thức là quyết định là rác là để cho Thái Quân Ba, còn anh là anh đánh mềm trở lại. Rất là hay. Chiến thuật này theo bình luận viên là khá là đúng đắn nha mọi người. Đổi nhịp như vậy thì chứ con rầm là chắc chắn là không bao giờ ăn được anh Bon thành công hết, bình luận viên biết luôn. Bình luận viên cũng khá là thân với anh Bon và cũng đã chơi với anh Bon, tiếp xúc với anh Bon rất lâu rồi. Và lần này là đổi nhịp, Thái Quân Ba thì đánh rác. Anh Bon tại vì bình thường thì anh Bon tập luyện với rất là nhiều danh thủ như Lê Quốc Khánh, từ Lê Khánh Duy, Hoàng Trung vân vân. Nên bóng mạnh thì chắc chắn là anh Bon anh rất là quen thuộc rồi. Mic hơi nhỏ hả không? Bình luận viên mệt quá nói nhỏ lại đó. Mic không hề nhỏ nha. Mic không hề nhỏ nha. Bình luận viên chắc bình luận viên mệt quá bình luận viên nói nhỏ lại đó chứ hình như chứ mic không có nhỏ đâu. Sáng giờ nói không có nghỉ trận nào hết, mọi người nói từ 9 giờ sáng tới bây giờ rồi. Chính xác là 9 giờ 30 sáng. Trả vào bóng ra ngoài. 15-30. Trả vào bóng ra ngoài, bây giờ là 2 giờ rưỡi, 9 giờ rưỡi, 10 giờ rưỡi, 11 giờ rưỡi, 2 giờ rưỡi. 1 giờ rưỡi, 2 giờ rưỡi, nói 5 tiếng liên tục không nghỉ được mọi người ạ. Nên nói nhỏ là chuyện bình thường thôi. Hay quá, bóng vẫn còn. Bóng ngoài rồi đó quý vị, và tỷ số là 30 đều. Căng quá mọi người ơi, một pha đổi nhịp. Thằng Thức quyết định đánh rác, tuy nhiên thì bóng nó lại hơi dài một chút xíu. Bây giờ tỷ số bây giờ là 3 đều và 30 đều. Hay quá, không được rồi, lại là một pha cài bóng lỏng nữa thưa quý vị. Anh Môn anh bực mình, anh nói tiếng Đan Mạch luôn rồi bà con ơi. Gà con 75 chào bình luận viên Lâm Bùi Ma Lan. Ok nha, chào anh em 75 nha, chào anh Eric. Xin chào anh Milu nha, xin chào Lê Minh Đức và các khán giả đang theo dõi. Trận đấu đang diễn ra rất là hay, 30-40 và hai cơ hội giành break cho Thái Quần Bà và Phan Thức. Thấy chưa, anh bóng rác là không bao giờ chết được anh Bon cả.
bóng vẫn trong sân. Rồi, bóng lỏng rồi. Anh Trung lùi về phòng rồi. Anh Bon đã lên được lưới rồi. Đăng Thức làm gì đây? Đăng Thức lại móc bóng công. Vẫn còn. Lên hai lưới rồi. Trời ơi, một pha rút không kịp của Hoàng Thành Trung, đó là pha ra hiệu hoàn toàn chính xác của anh Bon, thành công bóng ngoài thưa quý vị. Nhưng anh Trung anh theo bóng nhanh quá. Và tỷ số đã được nâng lên 4-3 cho Phan Thức và Thái Quân Hoa. Vẫn chưa bên nào có break. Trận đấu vẫn đang rất là cân bằng. Hai bên giữ liên tục xuất hiện những pha đôi công bóng rất là đẹp luôn. Bên nào thắng cũng hoàn toàn xứng đáng trong trận đấu này. Quan trọng là hai bên đã cống hiến cho khán giả những pha bóng cực kỳ mãn nhãn và cực kỳ đẹp. Những pha đôi công bóng bền cực kỳ rác luôn thưa quý vị. Mọi người đang theo dõi một trận đấu rất là hấp dẫn với sự xuất hiện của một cái team đang hot nhất hiện nay. Đó là team Thành Công đến từ Đắk Lắk Buôn Ma Thuột, một team rất là mạnh với sự quy tụ của rất là nhiều danh thủ như từ Lê Khánh Duy, Hoàng Thành Trung, Lê Quốc Khánh vân vân. Và chủ tịch Bon Thành Công hứa hẹn là trong tương lai sẽ đem về thêm nhiều danh thủ nữa chứ không phải bao nhiêu đó thôi. Team đã câu lạc bộ Thành Công đã có sân riêng của mình, nơi tập luyện, nơi chăm sóc sức khỏe và vân vân. Một câu lạc bộ anh Bon đang hướng cái câu lạc bộ của mình gần như là một câu lạc bộ thi đấu phong trào, mà thi đấu phong trào đỉnh cao luôn nha mọi người. Đây là giải quần vợt tranh cúp nha khoa Bình An Peace Dentistry, giải được tài trợ bởi hệ thống nha khoa Bình An mọi người nha. Với phương châm là nụ cười bình an thì tâm hồn sẽ bình an, một phương châm và một cái slogan rất là hay cho nha khoa Bình An. Mọi người nhớ xem tennis, chơi tennis và liên quan gì tới tennis thì chăm sóc răng miệng thì nhớ ủng hộ cho nha khoa Bình An nha mọi người. Thì với sự ủng hộ của mọi người thì nha khoa Bình An càng ngày sẽ đem đến cho mọi người những cái giải đấu càng hoành tráng hơn mọi người nhé. Xin chào anh Trần Minh Đương, xin chào Tí Mốm, xin chào Sơn Nghiêm, xin chào Nguyễn Văn Thìn và các khán giả đang theo dõi livestream. Game tiếp theo tỷ số là 4-3. Và 4-3 và Phan Thức và Thái Quân 3 đã có break rồi, và game tiếp theo Thái Quân 3 cầm dấu bóng, Phan Thức lên lưới. Lớp bóng ra ngoài của Thái Quân 3 rồi. Tỷ số là 15-0. Với những cái lượt trận căng thẳng như thế này, xin chào anh Việt Riêu nha. Với những cái lượt trận căng thẳng như thế này thì chỉ cần một break thôi là thế trận nó đã có lợi rất là nhiều rồi. Vì ở đẳng cấp như thế này thì việc đánh mất break là hầu như rất là khó có thể chấp nhận được. Pha bắn dễ sợ của Hoàng Trung về phía Phan Thức. Hay quá, Thái Quân 3 vào bóng ngay góc chữ T. Hoàng Trung vẫn cứu được quý vị. Lại là pha đôi công của Hoàng Trung và Thái Quân 3 nữa. Bóng ra ngoài rồi và 30-0. Lần nào hai người đôi công phong thì phần thắng vẫn nghiêng về cho Thái Quân 3 thưa quý vị. Không phải là Hoàng Thành Trung, bình luận viên nói như vậy thì không phải là Hoàng Thành Trung đánh phong không bằng Thái Quân 3 đâu nha mọi người. Dĩ nhiên là cái lưới của Phan Thức phải hay hơn lưới của anh Bon rồi. Khi mà có Phan Thức săn bóng thì chắc chắn là Thái Quân 3 sẽ, Hoàng Thành Trung sẽ bị áp lực lớn hơn. Còn Thái Quân 3 sẽ bị áp lực ít hơn. Thì dĩ nhiên phần thắng ưu thế và lợi thế nó sẽ nghiêng về Thái Quân 3 nhiều hơn. Anh Bon anh đang giải tỏa tâm lý, anh lên anh chọc trọng tài bà con. Chắc là chiến thuật câu giờ, tại vì bình luận viên thấy là thế trận mà dằn co như thế này là anh thở không có đều, nhưng mà nên chắc là anh đang tìm cách anh câu giờ ở trọng tài đây. Ây da, xử lý quá lòng còng. Bình luận viên Duy ơi, nói nhanh quá chị nghe không rõ. Chị Hương Yên Bái, dĩ nhiên rồi, chị ở miền Bắc nè, em giọng miền Nam nên chắc chắn là em nói nhanh quá chị nghe không rõ rồi. Ok, em sẽ nói chậm chậm lại. Nhưng mà em mà có cảm xúc là em nói lẹ lắm. Em nói 3.000 chữ trong một phút luôn á. Thật ra thì em Hải Đăng Trần thiếu đọc quá, bình luận viên Duy tóc dài sẽ được giảm giá kìa bình luận viên ơi. Ok nha. Ai đó ship cho bình luận viên ít sữa đi, yếu quá rồi. Việt Hà xem lại giùm anh cái mic coi có bị giảm âm lượng hay không nha. Anh vẫn đang nói rất là bình thường, không biết là âm thanh có bình thường hay không. Nhớ kiểm tra âm thanh giúp cho bình luận viên nha. Âm thanh vẫn ok.
Tại vì do bình luận viên hơi nói hơi yếu rồi đúng không? Hay quá, bóng vẫn còn. Hay quá. Vậy là tỷ số đã được nâng lên 5-3 rồi. Quá khó rồi. Như bình luận viên đã nói từ những lượt trận đầu tiên, ở những nội dung đôi nam 1900 điểm này thì trình của thầy thợ rồi, mất rec thì sẽ đôi khi chỉ cần một rec ngay từ đầu game thôi thì nó sẽ dẫn đến cuối game luôn. Xin chào Đỗ Thanh Phương nhé, Lê Châu Thanh và Phạm Hoàng Mai. Giờ to hơn rồi anh. Đúng rồi, tại nãy mệt quá nói nhỏ lại, sáng giờ nói 5 tiếng liên tục rồi, nói từ 9 rưỡi sáng giờ 2 rưỡi chiều rồi. Mệt quá nói nhỏ lại thôi. 15-0. Ây da. Mà thiệt cho mọi người, chưa có nghỉ trận nào hết á, nói 5 tiếng liên tục rồi đó. Hôm qua là còn được nghỉ giữa giờ nha, bữa nay chưa có nghỉ trận nào, tại nghỉ thì tiếc. Nhưng mà chắc trận này xong nghỉ chút xíu mọi người, mệt quá. Hay quá, bóng vẫn còn. Pha buồn bóng chính xác của Unbon thành công. Tỷ số là 30-0. Không phải anh, do mix hả? Anh không nghĩ là do mix đâu nha. Xin chào chị Ngọc Bích Trần nha. Bây giờ nói lớn lên nè, mọi người thấy bình thường thôi. Hồi nãy nói nhỏ xíu à. Đó, nói lúc lớn lúc nhỏ đó. Giờ bóng quá nặng từ phía ngoài hành trung luôn thưa quý vị. Tỷ số là 40-0. Mắc cười chị Hương Lương quá. Bình luận viên Huy ơi, nói nhanh quá chị nghe không rõ. Chị đang ở ngoài sân mà đúng không? Chị đang tham gia giải đấu mà, chị cần gì phải phải nghe em nói. Ây da, trời ơi, một cú đánh dễ sợ của Phan Thức. Tuy nhiên thì bóng nó đi ra ngoài và đó là một game trắng cho Hoàng Thành Trung và anh Bon. Bỏ hai đội tạm đổi sân và đổi vào bóng. Game tiếp theo thì ai cầm vào bóng nhỉ? Game tiếp theo thì Phan Thức cầm vào bóng. Vẫn là ưu thế một rack cho Phan Thức và Hoàng Thành Trung. Ấy, Phản Thức và Thái Quận 3. Bình luận viên ngáo luôn rồi bà ơi, ngáo luôn rồi, xong trận này chắc phải nghỉ thôi bà con ơi, ngáo luôn rồi. Bây giờ đọc tên mà lộn tung phèo luôn rồi, nói nhiều quá, nói 5 tiếng liên tục bây giờ nó hơi ngáo ngáo rồi. Chắc bình luận viên phải nghỉ một chút xíu cho cái dây thanh quản nó thở một chút xíu chứ nói nhiều quá nó rung không nổi bà con. Xin chào anh Dương Heineken nha. Trung bình thì bình luận viên nói nếu mà bình luận viên làm việc độc lập ở một dãy nhỏ thì bình luận viên nói khoảng 3 cho tới 4 trận bình luận viên sẽ nghỉ một trận. Như thế thì nó mới hợp lý. Còn sáng giờ chưa nghỉ trận nào nên nó cũng hơi rè chút xíu, mong mọi người thông cảm nha. Nhưng không sao, vẫn còn khỏe lắm. Chỉ cần nghỉ ngơi khoảng 30 phút thôi, sau một trận bóng thì quay trở lại trận sau là bình luận sẽ ok lại thôi. Giống như nó máy nó hơi nóng, nó chuẩn bị nó lớp B vậy đó. Phải tưới nước rồi vô. Bình luận viên bây giờ rất là cần một ly soda chanh và một cô gái đẹp. Quan trọng là cái chữ vé thứ hai đó nha, chứ không phải là ly soda chanh đâu. Game tiếp theo tỷ số là 5-4 và Phan Thức cầm vô bóng. Chúng ta hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo của trận đấu này. Vẫn là chiến thuật lớp bóng và sau đó lên lưới của anh Bon thành công. Không được rồi, pha lấy bóng của Thái Quận 3. Và bóng đó mà vào thì sẽ rất là khó. Tuy nhiên thì bóng nó rút lưới rồi. 0-15. Bây giờ mới nó quéo dò quéo cẳng, bây giờ mới căng thẳng đây bà con. Một bóng lỗi. Hay quá, đó là một pha bắt bài rất hay của anh Bon thành công. Thưa quý vị, anh đã phán đoán được ý đồ đánh dọc dây của Văn Thức và sau đó là một pha điền vào chỗ trống rất là chính xác. Tỷ số là 0-30. Thưa quý vị, anh Bon và Hoàng Thành Trung vẫn đang rất là cố gắng và đang rất là sung để đưa trận đấu quay trở về và xuất phát. Không biết là họ có làm được hay không, chúng ta hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo của trận đấu này. Trận đấu bắt đầu đi về hồi cuối rồi và thế trận nó đã căng thẳng rồi. Ây da, đó là quyết định sai lầm của trọng tài. Bình luận viên nghĩ là như vậy, đó là quyết định sai lầm của trọng tài. Ở góc nhìn bình luận viên ngồi ngay cái vạch giao bóng nên chắc chắn bình luận viên nghĩ đó là biết chắc đó là quyết định. Bình luận viên thấy rất là rõ một bóng lỗi, tuy nhiên quyết định của trọng tài phải được tôn trọng. Đó, bình luận viên đã nhắc điều đó rất là nhiều lần ở trên các livestream của mình rồi. Yeah.
không được rồi, đó là pha xử lý không tốt của Văn Thức rồi. Ở trong trận đấu này thì Bình Luận Viên nói luôn là phong độ của Văn Thức không thật sự xuất sắc thôi mọi người. Anh đánh không hay lắm trong trận đấu này. Tỷ số là 0-40 rồi và 1-2-3-4 cơ hội để đưa trận đấu quay trở về và xuất phát cho Hoàng Thanh Trung và anh Bon Võ. Xin chào Tennis Trung nha và các khán hơn 274.000 khán giả đang theo dõi livestream. Số lượng khán giả đã đến ngay một đồng. Trận đấu càng về cuối thì số lượng khán giả càng lên cao. Hay quá, Thái Quân 3, rớp shot. Kịp không? Hay quá, được các bạn. Đó là một pha di chuyển không hiểu ý nhau của Thái Quân 3 và Phan Thức. Và tỷ số bây giờ là 5-5. Anh Trung bắt đầu đài phát thanh. Hoàng Thành Trung đã lên rồi mọi người. Anh Trung nói ai rồi cũng sẽ khác. Rồi anh sẽ đi vào anh uống nước. Đúng rồi, ai rồi cũng sẽ khác thôi. Anh Trung ánh khác thì anh đi vô anh uống nước đúng không mọi người. Xin chào Khang Kỳ Hoa và các khán giả đang theo dõi qua livestream. Xin chào 275.000 khán giả nha. Mọi người đang theo dõi một trận 1-16 vô cùng hấp dẫn. Tỷ số bây giờ là 5-5. Tiền còn có giá nha bà con. Câu nói tiền còn có giá thì team đã xác định là không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nên Bình Luận Viên bắt đầu xài câu đó trở lại. Còn mấy cái chữ Bình Luận Viên hay xài thì team không cho xài nữa. Tiền còn có giá, tie break bắt đầu. Trận đấu mới bắt đầu từ đây thôi. Thưa 282.000 khán giả đang theo dõi. Trận đấu bây giờ mới bắt đầu đúng không mọi người? Bây giờ trận đấu mới bắt đầu. Trên màn hình của các bạn là anh Bon và Hoàng Trung đang bàn bạc chiến thuật cho lọt tie break đầy đầy mai rủi này. Lên. Các khán giả đâu? Vào đi xem coi ai sẽ là người vào tứ kết đây. Chúng ta hãy chờ xem. Điểm đầu tiên anh Bon thành công sẽ là người cầm vô bóng. Trời ơi! Một pha lấy bóng rất nhanh từ phía Hoàng Thành Trung. Tuy nhiên thì bắt bóng nó quá dài và tỷ số là 0-1. 1-0. Điểm thứ hai. Điểm thứ hai, Thái Quân 3 cầm vô bóng. Căng quá mọi người ơi. Chúng ta hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo của trận đấu này. Xin chào chị Lan Ngọc. Trận đấu đang diễn ra rất là căng thẳng và team thành công là đang đứng ngồi không yên ở ngoài. Bên ngoài thì từ Lê Khánh Nhi, Lê Quốc Khánh đang đi tới đi lui. Họ đang muốn đội của mình chiến thắng trong trận đấu này. Team thành công đến với trận đấu này với đội hình rất là hùng hậu. Có cả người không phổi Hoàng Thành Trung. Tay vợt số 6 quốc gia từ Lê Khánh Duy. Vua đánh đôi Lê Quốc Khánh. Nhiều lắm mọi người ạ. 1-0. Hay quá. Đó là một pha trả bóng dễ sợ của Hoàng Thành Trung. Và tỷ số bây giờ là 1-0 đối với 5-0 đánh 7 Bình Luận Viên. Anh đá em một cái bây giờ nha. Lọc xe R4. Một đều. Trả vô bóng không qua lưới tin tao. Anh Bon anh nói tin tao đi để tao. Ok. Ok. I'm fine. Cái mặt của anh Hoàng Đình Trung cái kiểu là ok I'm fine. Sau khi anh Bon anh trả vô bóng rút lưới. Ok I'm fine. Xin chào Ngọc Trâm và hơn 300 khán giả đang theo dõi livestream. Một trận đấu vừa căng thẳng, vừa quyết liệt mà vừa khôi hài nữa thưa quý vị. 300.000 khán giả đang theo dõi trận đấu này. Ok, anh Trung anh nói ok, I'm fine và 1-2. Xin chào Sơn Đắc Đô Cô. Anh Sơn Đắc Đô Cô anh thả ha ha kìa. 301.000 khán giả rồi. Trận đấu đang rất là căng thẳng luôn. Hoàng Trung cầm giao bóng, điểm tiếp theo. 1-2. Trả giọng rất hay của Thái Quân 3. Hay ơi. Ôi ơi, hai ông múa ba lê mọi người và trái bóng nó đi đường bóng và vợt đi đường vợt luôn. Hai ông bên kia đang múa ba lê một pha. Đó là ưu điểm của cái tay trái và cái tay phải đối với mọi người có thể xem lại pha bóng khôi hài này. Đây, quả bóng tiếp theo đây mọi người thêm xem đây. Đây, múa và trái bóng nó lọt vào giữa và nó đi tỉnh bờ rồi mọi người, một pha bóng không hiểu ý, không thể tin được và tỷ số được sang bằng 2-2. Quá nhiều kịch tính, quá nhiều sự khôi hài và quá nhiều sự vui vẻ trong cái trận đấu đầy quyết liệt này.
Đó là một pha rờ vô lê goal ball thành công đối với anh rờ vô lê. Anh rờ vô lê chứ anh không có bắt vô lê nha mọi người, xem lại pha quay chậm nha, anh rờ vô lê nha mọi người. Quả không có bắt vô chắc ăn đâu rờ mới ăn thôi. Tỷ số bây giờ là 2-3. Điểm tiếp theo Phan Thức cầm vô bóng. Hình như cặp bên này lào cào quá, Phan Thức quay quay Thái quần 3 cũng hơi bị nhùng lại theo cặp bên này mọi người ạ. Cặp bên này đang đánh với thái độ yêu đời quá. Ai da chết. Không được rồi. Trời ơi, một pha bắn lùi trúng cành vợt và ra ngoài và tỷ số được nâng lên 4-2 cho anh Bon Mò thành công. Không thể tin được, một trận đấu không thể tin được. Cái trận này mà anh Trung anh thắng, anh ra anh không biết sao anh thắng luôn các bạn ơi. Anh mà anh Trung anh thắng cái trận này, anh ra anh không biết sao mà anh thắng được cái trận này luôn. Luôn biết tin luôn. Nhìn cái mặt anh mắc cười. Mỗi lần mà anh Bon thành công kêu anh Hoàng Thành Trung tin anh đi là cái mặt anh Hoàng Thành Trung lại kiểu ok em fine liền. Xin chào 325.000 khán giả đang theo dõi livestream với một trận đấu vừa căng thẳng vừa quyết liệt mà vừa khôi hài nữa mọi người. Nó đủ thứ yếu tố trong cái trận đấu này hết trơn, hay và vui nữa mọi người ạ. Bình luận những cái trận như thế này thì nó cực kỳ hưng phấn luôn. Mặc dù bình luận viên hơi thấm rồi nhưng mà vui quá. Bình luận viên vẫn đang cố gắng truyền những cái cảm xúc này đến cho mọi người đang theo dõi livestream một trận đấu rất là hào hứng. Tuy nhiên thì độ căng thẳng thì không hề thiếu một chút xíu nào. 2-4. Một mini break cho Hoàng Thành Trung và một mini break cho Hoàng Thành Trung và anh Bon thành công rồi. Xin chào Lê Đặng. Bên kia lên giả rất là nhiều nha mọi người. Nói bóng chưa đánh nói như đúng rồi vậy. Một bóng lỗi. Lê Trung Khang em ra đảo rồi anh Nhi ơi. Ok nha Khang Bến Cát. Hay quá mọi người ơi. Đó là câu trả lời của Phan Thức. Bình luận viên thấy là từ lúc anh Lê Quốc Khánh về team thành công, hình như cái cách bắt lưới của anh Bon khác đi rất là nhiều nha mọi người. Anh bắt cái anh bước lên, bắt cái anh bước lên. Ngày xưa anh bắt xong anh đứng chỗ không à. Mấy vận động viên chuyển chiều đánh ảnh mò cua hoài luôn. Còn bây giờ thì anh bắt lưới là anh bắt dài là anh ôm rồi. Nên rất là khó nhét anh. Hay đó. Phải như vậy chứ. Cổ vua đánh đôi Lê Quốc Khánh về nó khác nhau liền luôn không mọi người. Anh Trung anh bơm ảo quá mọi người, chưa gì hết trơn mà anh đọc tỷ số như đúng rồi vậy đó. 4-3. Hay quá. Hay quá. Đó là pha bắt bài rất hay của anh Bon thành công nữa vậy. Đó là tác dụng của việc ôm lưới đó nha mọi người. Nếu mà như bình thường thì chắc chắn như lúc trước thì anh Bon thành công anh chắc chắn là anh bị nhét bóng xuống chân, nhưng mà cái này là chắc chắn có bàn tay của vận đội Lê Quốc Khánh nhúng vào trong cái trận đấu nữa, ở trong cái lối chơi này rồi. Đó là cách bắt bóng của các vận động viên trình cao, trình từ 800 điểm trở lên, bắt xong là ôm, bắt xong là ôm thôi mọi người. Và đặc biệt đó là lối chơi sở trường và rất là đặc trưng của Lê Quốc Khánh. Xin chào Hồ Khánh Điệp, xin chào Phong Tennis. Match ball đầu tiên. Ô không, tỷ số đang là 5-3. Vẫn là một mini break cho anh Bon thành công và Hoàng Thành Trung. Xin chào Nguyễn Quang Phục, Hồ Khánh Điệp và 335.000 khán giả đang theo dõi livestream nha. Không được. Tỷ số bây giờ là 340.000 khán giả rồi. Tỷ số bây giờ là 6-3 rồi. 3 match ball. 3 match ball. Một bóng lỗi. Trời ơi, lỗi vào bóng kép luôn hiểu rồi. Và tỷ số trận đấu là 7-3. Và xin chúc mừng anh Bon Võ và Hoàng Thành Trung lọt vào
tứ kết nội dung đôi nam 1950 điểm. Một trận đấu rất là hài hước. Và anh Hoàng Trung anh không biết làm sao anh thắng được trận vạch này luôn đó mọi người. Vận động viên chủ đội đội trẻ chắc luôn. Ok.